Em uống đi. Cảm ơn anh. Mỗi khi buồn là em lại chạy ra đây hả? Ừ. Tại vì đây là một trong những nơi làm em cảm thấy thoải mái lắm. Ở đây em có thể trở nên yếu đuối mà không bị đồng nghiệp nào dòm ngó và xét nét hết. Anh cũng hay thiệt á, dám đuổi theo em như vậy. À, chỉ đơn giản là vậy. Khi có một người buồn, người ta lúc nào cũng cần có một người bên cạnh để chia sẻ. Anh chỉ làm điều mà mình thấy mình làm đúng thôi. Nhưng mà bây giờ lẽ ra anh không nên ngồi đây, mà anh phải về nhà để chúc mừng với Khanh mới đúng chứ. Anh sao vậy? Bộ hai người có chuyện gì hả? Khanh nói với anh đó là Khanh phải đi công tác ở nước ngoài từ nửa năm tới một năm. Đây là cơ hội tốt cho sự nghiệp của cô, anh không thể cản trở được. Nhưng mà thiệt lòng là anh không muốn hai đứa mới vừa quen nhau lại phải xa nhau lâu đến như vậy. Chuyện này chắc là em không thể nào giúp được anh rồi. Vì Khanh là một người mà khi đã quyết định thì khó có ai có thể làm Khanh thay đổi quyết định của mình được. Thì bởi vậy, làm bạn trai người ta đâu phải dễ dàng như vậy đâu. Thôi, ngày hôm nay em và anh bỏ qua hết chuyện buồn đi. Anh nhìn kìa, cảnh thiệt là đẹp. Nếu mà bỏ lỡ thì tiếc lắm á. Rồi, cùng một cái chúc mừng một khoảnh khắc đẹp mà không phải lúc nào mình cũng có dịp đi ngắm. Ủa, sao em không nghe đi? Không có gì đâu. Em chỉ muốn được yên tĩnh lúc này thôi. Rồi, cùng một cái nữa, bỏ qua hết tất cả chuyện buồn, đồng ý không? Ừ, đồng ý. Dạ thưa ba, con mới về. Dạ thưa ba, cậu mới xưng hô cái gì vậy? Ai là ba của cậu? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Dạ, tôi hỏi lại cậu lần nữa, cậu là ai? Sao gọi tôi là ba? Dạ thưa ba, thưa mẹ, con xin giới thiệu với ba mẹ, đây là anh Huy. Con và anh Huy gặp nhau ở Đà Lạt cách đây một tuần. Con và anh ấy đã đăng ký kết hôn. Mày, xin chào. Chào anh. Ngày mốt tôi sẽ bay về Malaysia. Chúc anh thường lộ bình an. Minh à, anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra đi.
em làm bạn gái anh nha. Anh đừng cố chấp nữa được không? Cho dù anh có hỏi tôi bao nhiêu lần nữa thì câu trả lời của tôi cũng là như vậy thôi. Cho dù 100 lần thì tôi cũng sẽ trả lời như vậy mà thôi. Anh buông tay tôi ra đi, anh làm tôi đau đó. Vào đi. Anh. Em đi đâu vậy? Hôm nay anh đi làm về sớm hơn một chút nghe anh. Có chuyện gì quan trọng không? Dạ, tối nay em tính đi ăn tối với các con. Anh thu xếp để cả nhà mình cùng đi ăn chung nghe. Mấy đứa nhỏ? Đã nói là cả nhà, tất nhiên không thể nào thiếu các con rồi. Em muốn đi, anh thấy em và tụi nó đi đi. Anh còn nhiều việc lắm. Mà hôm nay anh không về sớm được đâu. Anh tính bỏ đứa con này luôn sao? Là nó bỏ nhà đi, là nó cố tình chọn công ty đối thủ với công ty của nhà mình để vô làm. Anh thấy lần này anh không có sai gì hết. Sao con nó lại phải bỏ đi? Tại sao nhà mình có công ty mà con lại phải qua công ty khác để làm? Chẳng phải đã có người hiểu lầm con rồi đuổi nó ra khỏi công ty hay sao? Tối nay là sinh nhật của Khanh. Lâu rồi cả nhà mình không đi ăn chung với nhau. Anh cố gắng thu xếp về cho các con vui. Tìm ai vậy? Anh cho em hỏi, khu nhà trọ này có cô nào tên là Thái Hà không? À, thì ra là cậu tìm cô Hà. Cô Hà cổ ở đây nè. Nhưng mà hồi sáng này á, tôi thấy cổ đi đâu rất là sớm. Ủa, cổ đi đâu vậy anh? Tôi cũng không biết. Anh có thể cho em vô phòng của cô Hà được không? Ủa, cậu là người yêu của cô Hà? Không phải. Tôi làm chung công ty với Hà. Sáng nay không thấy Hà đi làm, mà cô ấy đang giữ một bộ hồ sơ rất là quan trọng, cho nên tôi đến đây tìm cô Hà thôi, không có gì hết. À, là vậy. Cậu đi theo tôi. Dạ, cảm ơn anh. Hình như là sáng này cô Hà cổ đi gấp nên cổ chỉ đem những dụng cụ cá nhân thôi, còn lại những đồ cồng kềnh á cổ để lại hết. Mời cậu vô nhà. Dạ, cảm ơn anh. Con gái của mẹ mà đẹp quá vậy.
Sao mẹ tới mà không báo trước với con? Rồi lỡ con không có văn phòng thì sao? Thì phải tới đột xuất để coi con gái của mẹ có làm việc chăm chỉ không chứ. Nè, con về chưa? Đi ăn với mẹ nghe, không có được từ chối đâu đó. Con được về rồi, mà mẹ đợi con chút xíu, con gọi cuộc điện thoại đó. Mẹ uống nước nha. Alo, chúc mừng sinh nhật em lần nữa. Anh có gửi hoa bên văn phòng em á, có nhận được không? Em nhận được rồi, mà tại vì sáng giờ lu bu quá em chưa gọi cho anh được. Cảm ơn anh vì bó hoa nha. Nó rất là đẹp. Anh cũng đoán là vậy mà. Anh chỉ mong á là em đừng có quên, tối nay mình có cuộc hẹn với nhau á. Em cũng gọi điện để nói với anh chuyện đó luôn. Tại vì em có chuyện đột xuất, cho nên chắc tối nay mình đi ăn không được. Anh à, để qua ngày mai được không? Nếu như anh không đồng ý thì sao? Em xin lỗi mà. Thôi, em bận việc rồi thì thôi, không sao đâu. Để dịp khác cũng được. Vậy mai mình gặp nhau ha. Ok, bye bye em. Sao hả con? Dạ được mẹ. Đi được phải không? Dạ. Bây giờ phải làm sao đây? Chần chờ gì nữa, mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. Cầu nguyện đi con. Con cảm ơn mẹ, cảm ơn anh hai, cảm ơn nhóc Minh, cảm ơn Hân nhiều lắm. Con thực sự rất là hạnh phúc. Con cảm ơn mọi người nhiều lắm. Hôm nay bà đặt khách sáo nữa hả? Phải đó chị ba. Ngồi xuống ghế đi. Thôi, đưa đi anh. Cả nhà mình vào bàn đi. Dạ. Ba con hôm nay có cuộc họp quan trọng ở công ty, chưa biết bao giờ mới xong. Nếu kịp thì ba con sẽ tới, còn nếu như không kịp thì con về nhà gặp ba cũng được mà. Dạ. Thôi các con ăn đi chứ. Khanh nè, hôm nay mẹ đặt hẳn một thực đơn riêng, toàn những món con thích không đó. Con cảm ơn mẹ. Ăn đi con. Của con nè. Ăn đi các con. Khang, gấp đồ ăn cho Hân nghe. Dạ. Ủa, ba. Ba. Ok anh. Ba. Anh ghé qua đây đưa cho em cái áo. Dạ. Sợ em về trễ tối bị lạnh. Dạ. Anh nè, đã tới đây rồi thì chung vui với con luôn nghe anh. Nhưng mà anh chỉ tính đưa cho em cái áo, rồi tối nay có gì phải làm, thôi đi nghe. Kìa, ba, anh còn ba. Đi đâu nữa? Con mời ba ở lại ăn sinh nhật với con. Có việc gì thì cũng ngồi xuống chung vui với các con một chút đi anh.
Phải đó ba, ba đến đây rồi thì ngồi chơi với Phương Khanh đi. Ba, bây giờ mà ba mà đi á là mẹ con buồn lắm á. Ba ở lại đi ba. Thôi được rồi, nhưng ba nói trước, ba sẽ phải về sớm đó. Dạ. Mời ba ngồi. Để con gấp thức ăn cho ba. Nào, chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật chị ba. Hà nói Hà muốn mượn bao nhiêu? Trước mắt Lan cho Hà mượn 3 triệu được không? Hà sẽ về Vũng Tàu sống, rồi tranh thủ kiếm việc làm để trả lại số tiền cho Lan một cách sớm nhất. Không phải là Lan không muốn cho Hà mượn, nhưng mà bây giờ 3 triệu á thì Lan không có. Hay là Hà ngồi đại chỗ nào đó đợi Lan làm xong đi. Lát về phòng trọ Lan coi còn bao nhiêu tiền á thì Lan cho Hà mượn ha. Cảm ơn Lan nhiều nha. Nếu mà không có Lan thì không biết Hà phải làm sao nữa. Hà, em đi đâu vậy? Có phải là em cố tình lẩn tránh anh không? Anh đã tới nhà trọ cũ của em tìm em, nhưng mà không gặp. Em hãy nói cho anh biết đi, có phải đứa nhỏ trong bụng là con của anh không? Chuyện đó không liên quan gì tới anh hết. Em cảm thấy không thích hợp làm việc ở công ty nữa, thì em xin nghỉ việc thôi. Còn đứa con không phải là của anh đâu. Hà à, em nói thật đó, tình hay không là chuyện của anh. Em đi đây. Hà, Hà bị làm sao vậy? Sao tự nhiên Hà đòi bỏ đi à? Tại sao Hà không nói với ảnh đứa con trong bụng là của ảnh? Lan, thôi được rồi, Hà không nói thì để mình nói. Phải đó, Hà nó đã có thai với anh. Đứa nhỏ trong bụng là con của anh. Tại vì nó sợ liên lụy tới anh cho nên mới phải chạy trốn như vậy đó. Hà ơi, bản thân Hà là một đứa trẻ không có cha. Hà hiểu được cái cảm giác không có cha thì nó sẽ khổ như thế nào mà. Bây giờ Hà không thể nào bất công bắt con của Hà sinh ra không có cha như vậy. Lan à, đủ rồi. Hà, em hãy nói thật cho anh biết. Nói cho anh biết đi, đứa nhỏ trong bụng là con của anh phải không? Sao rồi con? Khóa máy luôn rồi mẹ. Con nhỏ có thể đi đâu được chứ? À, ba mẹ. Hân đâu con? Dạ, con không tìm được cô ấy. Hân vẫn chưa về hả mẹ? Chưa. Thôi được rồi, để tôi ra ngoài tìm con nhỏ. Ba, con nghĩ là Hân đang muốn ở một mình để tránh mặt mọi người. Bây giờ có tìm cũng không được đâu ba. Tất cả là cũng tại đứa con không ra gì như con. Tại sao con có thể đối xử với con Hân như vậy? Vậy mà còn nói dối ba là hai đứa chia tay, không phải là vì kẻ thứ ba. Bây giờ thì sao? Thì sao hả? Dạ thưa ba, thật sự con chia tay với Hân, không phải vì Hà đâu. Vậy thì chuyện đứa con là sao? Dạ, tại đêm hôm đó con uống rất nhiều. Em đừng bỏ anh, anh nhớ em lắm. Con xin lỗi. Chuyện không nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ thì tất cả chúng ta phải tìm cách để mà giải quyết chứ. Dạ thưa ba mẹ, chuyện đã đến nước này rồi,
con không còn cách nào khác. Con xin ba mẹ cho con được cưới Hà. Cái gì? Không được. Kìa anh, anh sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Hãy hiểu cho ba con, chuyện này xảy ra quá sốc đối với ông ấy con à. Con biết chuyện con gây ra rất khó chấp nhận, nhưng mà bây giờ con không biết nghĩ ra cách nào khác ngoài cách này. Còn Hân thì sao anh? Coi như là anh đã nợ cô ấy. Bộ anh nói một câu như vậy là xong hả? Chứ bây giờ em nói anh phải làm sao đây? Bỏ mặc con của anh, hay là không cho nó có mặt trên cõi đời này? Các con đừng cứ như vậy nữa. Hân là một đứa con gái tốt, lại biết suy nghĩ. Đã từ lâu mẹ đã coi nó như là con dâu trong nhà vậy. Nhưng sự thật ra nông nỗi này thì coi như các con không có duyên phận với nhau. Mẹ sẽ cố gắng nói chuyện với ba con. Còn con đó, tội của con gây ra với con gái của người ta thì con phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa cũng phải cho đứa nhỏ có một gia đình, con hiểu không? Dạ, con cảm ơn mẹ. Thôi, vậy nghe con. Anh định cưới Hà hả? Anh có thể không làm như vậy được sao? Hôn nhân mà không có tình yêu thì sẽ không đi đến đâu đâu anh à. Anh sẽ tự làm khổ mình và làm khổ chị Hà thôi. Vì đứa con, tụi anh sẽ cố gắng. Sao vậy? Em không sao. Hân, nói cho anh biết có chuyện gì vậy? Chào bác. Ngồi đi. Dạ. Dạ con xin lỗi bác, con biết con tới đây như vậy là sẽ làm phiền bác. Xin bác cho con nói vài lời rồi con sẽ lập tức đi liền. Cô muốn nói cái gì? Dạ, chuyện con với anh Khang, mong bác hãy tin con. Con đến với anh Khang là thật lòng chứ không có một ý đồ gì hết. Vậy cô đến đây, cô muốn nói là cô xin tôi tán thành để hai người lấy nhau, có phải vậy không? Dạ không. Con làm sao dám mong chuyện đó? Vì con biết thân phận của con sẽ không được gia đình bác chấp nhận, và con cũng không bao giờ dám trông mong điều đó. Nhưng bác ơi, con xin bác, bác có thể không chấp nhận con, nhưng mà con mong bác hãy chấp nhận con của con. Đứa nhỏ vô tội, thưa bác, mọi tội lỗi của con gây ra thể để một mình con gánh chịu. Những điều ngang trái, những hành động thiếu suy nghĩ đều là do con gây ra. Mong bác hãy nể tình nó là máu mủ của gia đình mà chấp nhận nó nha bác. Ý của cô, nếu như tôi chấp nhận đứa trẻ, sau khi sinh nó ra và giao đứa nhỏ lại cho gia đình, con sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa.
Tại sao cô lại quyết định làm như vậy? Con sinh ra trong một gia đình nghèo khó, ba con mất sớm. Mẹ con cho dù có yêu thương, có lo lắng đầy đủ tới đâu, nhưng mẹ nghèo thì con khổ. Chính vì điều đó cho nên con không bao giờ muốn con của con phải khổ như con. Có lẽ sống trong gia đình của bác, chắc chắn nó sẽ có được cuộc sống sung tốt hơn nhiều đứa trẻ khác. Con không phải là một người mẹ tốt, nhưng ít nhất con cũng đã làm một điều gì đó cho con của mình. Thôi được rồi, tôi sẽ chấp nhận đứa nhỏ, nhưng cô phải giữ lời hứa là cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với đứa nhỏ. Tôi sẽ cho cô một số tiền, coi như là gia đình chúng tôi bồi thường công sinh thành. Cô nói đi, cô lấy bao nhiêu? Tiền bồi thường. Đúng rồi, phải lấy tiền bồi thường chứ. Vậy phần còn lại bác cho bao nhiêu, con xin nhận bấy nhiêu. À, nhanh nhẹn lắm. Được, tôi sẽ... Thưa bác, xin bác hãy giữ lại số tiền đó cho con của con. Sinh nó ra rồi, con sẽ không còn được gặp nó, cũng không thể nào chứng kiến nó lớn lên, đi học, tốt nghiệp, dựng vợ gả chồng. Con cũng không thể hàng ngày cho nó đến trường đi học, được dẫn nó đi mua đồ chơi, cho nó tiền để thực hiện ước mơ của nó. Bác ạ, mong bác hãy giúp con, bác hãy giữ lại số tiền mà bác định cho con, để giúp con của con thực hiện những điều đó. Được vậy, con cảm ơn bác rất nhiều. Chuyện đó thì cô yên tâm, khi nó là con cháu của gia đình này rồi, nó sẽ không thiếu thốn cái gì đâu. Cho nên cô cứ giữ số tiền của mình đi. Con một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn bác đã chấp nhận đứa con của con. Còn bây giờ thì xin phép bác con đi. Cháu tôi cần một người mẹ. Ông bà nội dù có tốt đến đâu, các cô chú nó có yêu thương nó đến mấy, thì cũng không bằng chính bàn tay mẹ chăm sóc cho nó. Tôi muốn cháu tôi lớn lên có tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Sai lầm gì thì cũng do người lớn gây ra, đừng bắt đứa nhỏ phải gánh chịu. Ba ơi, con cảm ơn ba. Mẹ nói để chọn được kẻ tốt cho tháng sau. Anh mất cả buổi sáng để làm mẫu thiệp này, em còn có thích không? Anh thấy chuyện này cũng gấp rút quá, nhưng mẹ nói như vậy sẽ tốt hơn cho em. Em coi sắp xếp công việc để tuần sau anh đưa ba mẹ anh xuống gặp mẹ của em nha.
Mọi người thật tốt với em quá. Nhưng mà anh nè, một cái đám cưới như vậy có cần thiết không anh? Hả? Anh Khang à, đêm hôm đó đối với anh là một sai lầm, nhưng đối với em thì không. Em yêu anh, chính vì như vậy em không muốn vì em mà anh phải mất đi hạnh phúc của mình. Nếu em trở thành gánh nặng, là vật cản của anh, thì cuộc đời này em sẽ sống trong khổ sở. Em đừng có nói như vậy được không? Anh thừa nhận là trong khoảng thời gian này anh không thể nào ngay lập tức quên mất đi tình cảm của Ngọc Hân. Rồi tình cảm với em có thể là không phải là tình yêu, nhưng mà tình cảm có thể vun đắp được mà. Mình vì con chúng ta nha em. Đó là điều hạnh phúc nhất mà em có thể làm cho bản thân. Từ nhỏ đến lớn, em luôn phải sống trong cảnh thiếu thốn. Cả tình cảm em cũng không có đầy đủ, nên thật tình là em không dám tin có một ngày anh lại đến gần em như vậy. Nó như là một giấc mơ vậy thôi. Có thể giấc mơ cũng sẽ kết thúc nhanh thôi. Em sẽ phải thức dậy để đối diện sự thật. Nhưng không sao anh à, một chút thôi, một chút thôi em cảm thấy mãn nguyện rồi. Nếu như một ngày nào đó anh không muốn đem theo cái gánh nặng này nữa thì anh cứ buông tay, em sẽ chấp nhận. Hãy làm vợ của anh, đừng suy nghĩ gì hết. Hãy quên tất cả những chuyện không vui trước đây nha. Mình làm lại từ đầu nha. À, đến coi. Nếu làm lại từ đầu thì mình phải bắt đầu từ một cặp mới quen. Hôm nay trời đẹp quá, mình có thể đi dạo một vòng khu này. Cười có nghĩa là đồng ý đúng không? Vậy mình đi. Con đường ở phía trước có hạnh phúc, khó khăn thì anh cũng đi cùng em. Chiều nay giám đốc mới sẽ tới tiếp nhận công việc. Ừ. Anh ta là một kiến trúc sư rất là tài năng, cho nên là chị cứ yên tâm để giao lại dự án của trung tâm thương mại cho anh ta tiếp quản. Ừ. Yên tâm đi, tôi sẽ cố gắng bàn giao sớm để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Ừ, nhanh chóng bàn giao rồi lại phải nhanh chóng để đi chữa bệnh đó. Tôi biết rồi. Mà cậu đi thiệt hả? Vé đã đặt rồi. Thật tình thì tôi cũng muốn có một kết thúc khác, mà biết sao được. Thôi thì chúc cậu tìm được hạnh phúc nha. Chị yên tâm đi, nhất định là tôi sẽ hạnh phúc. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện mà tôi không muốn. Và những gì mà tôi đã muốn thì nhất định tôi sẽ làm cho bằng được. Có chuyện này tôi phải nói với chị. Hôm nay tôi đã gặp một người bạn ở Malaysia. Tôi nghe nói là công ty An Phát đang có ý định liên doanh với một công ty ở Malaysia để phát triển kinh doanh bất động sản. Tôi không rõ chuyện này lắm.
Tôi nghe bạn tôi nói là công ty này không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ là chị nên nói với ba chị, nên cẩn thận trước khi hợp tác với công ty này. Ừ, cảm ơn cậu. Nhất định là tôi sẽ nói với ba. Cô Út à, giúp con đi cô Út. Nói với ba mẹ con một tiếng đi cô Út. Bây giờ chỉ có một mình cô là có thể khuyên ba mẹ con chấp nhận anh Huy thôi à. Không phải là cô không muốn giúp con, nhưng mà cô không biết anh chàng đó tốt xấu ra sao, thì làm sao mà cô dám nói vô được chứ. Chưa kể hai đứa chỉ mới quen nhau có mấy tháng à, mà đã vội cưới, lại giấu cha giấu mẹ để cưới nữa chứ. Trời ơi, người lớn ai mà chấp nhận được con. Thì tại vì khó, con mới nhờ cô năn nỉ giùm con. Cô Út à, cô Út giúp con đi. Anh Huy là một người rất tốt. Lần trước á, nếu không nhờ ảnh á, con bị tai nạn chết ở ngoài đường rồi. Lúc đó ảnh không biết con là ai mà thật tình chăm sóc con như vậy. Người vậy làm sao mà xấu được cô Út. Người ấy cứu con thiệt sao? Thiệt mà cô Út. Em, sáng mai chú Hai chở Hoa xuống thành phố Hồ Chí Minh. Chú có thể cho em có gian gì nhà? Em ở đây làm phiền anh lắm sao? Không, chỉ là em đi lâu quá không sợ ba mẹ em lo sao? Họ sẽ không. Thật ra em lên Đà Lạt là để tìm ba mẹ. Ba mẹ em đã bỏ lại em ở cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi cách đây 20 năm rồi bỏ đi đâu mất. Bao nhiêu năm qua em cứ nghĩ là sẽ không bao giờ gặp lại ba mẹ của em. Nhưng mà gần đây á, có một người nói với em là thấy ba mẹ của em ở Đà Lạt, cho nên là em gom hết những gì có thể để lên đây tìm ba mẹ. Nhưng mà ai ngờ lên tới đây rồi mới có 2 ngày mà bị kẻ gian lấy hết tiền, lấy hết giấy tờ. Vậy em có muốn tiếp tục đi tìm ba mẹ em nữa không? Tất nhiên là muốn chứ. Em rất là muốn tìm lại ba mẹ của em. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ thì... Nếu chuyện ăn ở thì em yên tâm đi, đừng có lo. Em cứ ở đây, bao lâu tùy em. Thật hả anh? Ừ. Nhưng mà anh với em không quen không biết, em làm vậy em có làm phiền anh không? Em nói vậy không sợ anh buồn sao? Mình gặp nhau như vậy á là đã có duyên rồi. Em ở đây bao lâu, anh cứ nghĩ bấy nhiêu đó thôi là có thể làm cho em coi anh như là bạn. Nhưng mà không ngờ em lại nói anh như là người không quen biết. À không, ý của em không phải vậy. Em coi anh là bạn mà. Là bạn là được rồi. Vậy thì em đừng ngại gì hết, cứ ở lại đây. Anh sẽ hỏi mấy người quen giúp em tìm ba mẹ, được chưa? Em cảm ơn anh. Anh thật sự là người tốt bụng. Thôi ăn đi, nguội hết rồi. Thank you.
Anh điên hả? Anh làm như vậy chẳng khác nào anh giết tôi. Không được, tôi cảnh cáo anh, anh không được làm như vậy. Alo. Alo. Khốn nạn. Có chuyện gì vậy anh? Chỉ là công việc của anh có một chút bực bội thôi. Ủa, vậy là anh làm ồn quá làm em thức giấc hả? Anh xin lỗi nha. À, dạ không, em cũng chưa ngủ mà. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Chưa bao giờ em thấy anh nổi giận như vậy đó. Không, không có thiệt mà. À, anh có chuyện muốn nói với em nè. Dạ. Đợi anh chút nha. Dạ. Em cầm lấy đi. Cái gì vậy anh? Tuy không có nhiều nhưng cũng đủ để em còn phòng thân. Ngày mai anh sẽ nhờ một người bạn để dẫn em đi thuê nhà. Và sau này anh sẽ tiếp tục giúp em tìm ba mẹ em. Vậy là sao anh? À, anh có việc phải đi xa nên không thể giúp em được nữa. Nhưng mà em cứ yên tâm, người bạn này của anh rất rành ở thành phố Đà Lạt này. Anh ta sẽ... Nếu anh cảm thấy em làm phiền anh như vậy á, thì anh cứ nói thẳng, chứ đừng dùng cách này để mà đuổi khéo em. Không, anh không hề có ý đó. Chẳng qua là... Em biết mà, em biết anh thực sự không phải là người như vậy mà. Bây giờ có chuyện gì anh nói cho em biết đi. Có chuyện gì xảy ra vậy anh? Rồi hồi nãy ai gọi cho anh mà sao anh lại giận dữ như vậy chứ? Anh à, em biết là bây giờ anh có nói cho em biết thì em cũng không thể làm gì để giúp anh. Nhưng chúng ta là bạn bè mà. Bây giờ em sẽ không đi đâu nếu anh không kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra. Có một người bạn của anh, là một người anh đã từng rất tin tưởng. Anh đã đưa hết tài sản cho hắn ta đầu tư. Cuối cùng chỉ một cú điện thoại thôi, hắn ta nói là đã thua lỗ hết rồi. Vậy là anh trắng tay. Anh Huy, công ty, xe của anh, rồi tiền của anh, và sắp tới là căn nhà này nữa sẽ bị ngân hàng tịch thu. Có phải vì vậy anh đã đưa số tiền này cho em để em có thể tiếp tục tìm ba mẹ của em không? Anh xin lỗi em, anh không thể nào giúp em tìm ba mẹ em nữa. Trời ơi, sao tự nhiên anh lại xin lỗi em chứ? Anh bị như vậy á mà còn quan tâm giúp đỡ em như vậy, em cảm ơn anh còn không hết nữa mà. Anh Huy à, chuyện đã lỡ như vậy rồi, anh đừng buồn nha, coi như là của đi thay người nha anh. Anh Huy, sau đó thì sao? Có xảy ra chuyện xiết nhà lấy xe không? Dạ có. Lâu quá ha, tao tưởng mày biến mất xác khỏi Đà Lạt rồi. Mấy anh muốn gì? Muốn gì vậy? Tao muốn mày trả tiền cho tao, được chưa? Cả tiền nợ và tiền lãi cũng phải 2 tỷ rồi đó. Trả đi. Nợ của anh á
là thằng Đạt nợ chứ không phải tôi. Mày đánh đố tao đó hả? Tao mà tìm thấy thằng Đạt thì tao tìm tới mày làm gì? Tao không cần biết thằng Đạt hay thằng Huy. Bây giờ công ty mày mượn tiền tao, một là nó, hai là mày, phải trả tiền cho tao. Bây giờ sao? Mày có trả không? Không. Mày nói gì? Tôi không trả. Tôi không có tiền đâu mà trả. Mày được lắm. Mày không có tiền thì mày lấy mạng mà trả cho tao, hiểu chưa? Tôi báo công an bây giờ đó. Chà, mày có con bồ cũng đẹp lắm đó. Thôi, theo anh đi, anh sẽ cho trả chậm. Em đi hả? Quay lại làm gì? Chạy đi! Tôi sẽ lấy tiền tôi trả nợ cho anh mà. Dám quỵt nợ tao hả? Mày nhớ đó, mày không trả tôi chừng cái mạng mày đó. Để đây em làm cho. Anh không cần em giúp. Anh giận em hả? Thật sự em không muốn nói dối chuyện của cha mẹ em đâu. Nhưng mà tại em sợ lúc đó. Lúc đó em chưa tin anh chứ gì? Em sợ anh làm tiền em hả? Anh đừng có nghĩ như vậy mà. Em chỉ sợ là anh nghe xong câu chuyện là anh sẽ giống như mọi người. Anh bắt em về nhà, anh bắt em xin lỗi đứa con hoang của ba em. Sao em lại nghĩ như vậy? Vì tất cả mọi người đều cư xử với em như vậy hết. Ai cũng trách là em quá đáng. Ai cũng nói là em cư xử không tốt. Ba em, bạn bè em, mọi người, ai cũng minh vực đứa con hoang đó mà chửi mắng em. Khi em gặp lại anh, khi anh đề nghị em ở lại, em thật sự rất mừng. Em thấy tất cả mọi điều mà em đã mất đi là em đều tìm lại được ở anh. Em không còn cô đơn nữa. Em mặc kệ ai nói gì, ai lên án em, vì em chỉ cần có một người thôi. Một người hiểu và thông cảm cho em. Thì lúc đó em thấy mãn nguyện lắm rồi. Nhưng mà bây giờ cả người duy nhất đó cũng sắp bỏ em, cũng sắp rời xa em rồi. Ai nỡ bỏ em? Trời ơi, con ngu quá à. Sao tự nhiên cô Út chửi con? Con đâu làm gì đâu. Không làm gì hả? Cô hỏi con nè, rồi con có trả nợ cho nó không? Ảnh nhất định không chịu lấy tiền của con để trả giùm cho ảnh. Con phải đi gom tiền để trả cho bọn cho dây đó. Trời ơi, mà con làm gì con có tới 2 tỷ vậy? Con thì tất nhiên không có đủ rồi. Con phải đi vòng vòng mượn thêm mấy đứa bạn con mới đủ đó. Trời ơi, con ơi, mượn tiền cho trai trả nợ khôn chỗ nào? Con nói thử cho cô nghe coi. Chắc chắn là con đã bị cho vô trồng rồi. Cô đừng nghĩ xấu cho anh Huy như vậy. Trước khi ảnh cầu hôn con là anh đã trả hết số tiền đó cho con rồi. Con bây giờ con đâu có nợ ai nữa đâu. Thiệt sao? Dạ thiệt. Cô Út à, con đã trình bày hết chuyện của con rồi.
cô giúp con nha cô. Khỏi nói nhiều, không cần phải nhờ giả ai hết, vô ích thôi. Có nói gì đi nữa thì hôn nhân của hai đứa con cũng không được chấp nhận đâu. Mẹ à, sao mẹ cứ nhất định cấm đoán tụi con vậy? Con đã lớn rồi, con biết tự quyết định cho cuộc đời của mình. Lớn rồi sao? Lớn rồi có thể tự tung tự tác, tự làm đám cưới hả? Không còn hỏi ý kiến của ba mẹ mình sao? Không tôn ti trật tự gì hết. Nếu như vậy á thì ở chỗ khác đi, chứ cái nhà này á không có ai như vậy hết á. Dẫn một đứa ở đâu đâu về không rõ nguồn gốc, thử hỏi làm sao ba mẹ yên tâm giao con cho nó được. Trời mẹ ơi, con phải nói 100, 1000 lần, con phải nói làm sao để mẹ tin anh Huy là người tốt đây. Người tốt sao? Con quen với người ta được bao nhiêu lâu mà con biết người ta là người tốt? Tôi á, tôi đâu có còn lạ cái kiểu yêu đương ba bữa nửa tháng của cô nữa. Hôm nay á thì đòi cưới, tuần sau á thì đòi ly dị, cưới chị cho mệt vậy. Trời mẹ ơi, không có đâu mẹ. Lần này á hoàn toàn khác những lần trước. Con yêu anh Huy thật sự mà. Con chưa bao giờ có cảm giác yêu và thích một cái gì nhiều như vậy hết. Mẹ tin con đi mẹ. Cho dù mẹ có tin con thì mẹ cũng không có tin cậu ta đâu. Mẹ ơi là mẹ. Thôi thôi, thôi thôi, Lam, bình tĩnh lại đi Lam. Em chào chị Ngân. Chào chị Liên. À, chào. Con chào cậu. Ừ. Sao rồi? Chuyện tôi nhờ cậu điều tra tới đâu rồi? Em đã nhờ người quen lên tận Đà Lạt điều tra. Cậu Quốc Quy, ba mẹ mất sớm, hiện tại chỉ sống một mình. Cậu ta có văn phòng luật sư ở thành phố và một trang trại nhỏ ở Đà Lạt. Có thể nói đây là một thanh niên có chí và sự nghiệp vững chắc. Đó, mẹ với cô Út tin chưa? Tin anh Huy là người tốt chưa? Như vậy cũng không chứng tỏ là nó đang thật lòng với con. Chị Ngân à, về chuyện này thì em không đồng ý với chị đâu. Em thấy thằng này rất thật lòng. Lúc nãy vô nhà em thấy nó quỳ ngoài cổng, hỏi chú Minh mới biết là nó quỳ từ sáng tới giờ. Cậu nói sao? Anh Huy đang quỳ ngoài kia hả? Cậu còn nghe nói sáng nay nó chặn đường ba con, nói là nếu ba con không đồng ý mối quan hệ nó sẽ quỳ ngoài đó luôn. Trời, không được rồi, không được rồi, con phải ra với ảnh mới được. Ngồi xuống. Mẹ à, ngồi yên đó. Mày muốn biết nó thật lòng cỡ nào? Nếu như còn ra đó thì đừng hòng chuyện hai đứa được chấp nhận. Mẹ, ngồi yên. Thank you.